Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyệt và hôm nay rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thực đơn dành cho người cao huyết áp là như thế nào bạn nhé. Các bạn thân mến, khi bị tăng huyết áp, nếu như chúng ta không phát hiện sớm và có những hướng điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về sau cực kỳ nhiều. Và bên cạnh việc sử dụng thuốc theo đúng như chỉ định của bác sĩ thì chế độ dinh dưỡng mà các bác sĩ khuyên cho tất cả các bạn, nhất là để kiểm soát huyết áp một cách tốt nhất, là điều cực kỳ quan trọng. Và chúng ta có thể điểm danh qua 3 mức độ mà tăng huyết áp thường gặp nhất. Thì tính theo mức độ nhẹ, trung bình và nặng thì chúng ta sẽ đếm theo số 1, 2, 3. Mức độ 1 thì huyết áp bạn ở độ là khoảng 140 trên 90 mm thủy ngân. Mức độ 2 là mức độ trung bình, có thể là huyết áp của bạn nằm ở khoảng là 165 trên 95 mm thủy ngân. Và mức huyết áp độ 3 là có thể nằm ở khoảng 180 trên 100 mm thủy ngân. Và lúc này là huyết áp của chúng ta đang ở ngưỡng cảnh báo xấu đến sức khỏe, cho nên các bạn cần phải lưu ý quan tâm. Cho nên những người bị cao huyết áp thì cần phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, uống đúng giờ và uống đúng theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý thì sẽ giúp cho tất cả những bệnh nhân cao huyết áp kiểm soát huyết áp của mình một cách tốt nhất. Và hôm nay Trang sẽ chia sẻ về những điều nên tránh khi bị cao huyết áp và những thực phẩm nên đưa vào cơ thể như thế nào để cho tất cả những người thân đang có người nhà bị mắc bệnh cao huyết áp sẽ biết cách chăm sóc tốt cho người bệnh cao huyết áp. Bên cạnh đó, những bệnh nhân đang mắc bệnh cao huyết áp sẽ phối hợp với người nhà cùng với những chế độ thực phẩm mà Trang vừa kể sau đây để giúp ích cho sức khỏe của mình. Bởi vì sức khỏe là của bạn, giữ gìn hay không là do chính bạn. Và khi bạn phối hợp với người thân cùng với những thuốc chỉ định của bác sĩ thì sức khỏe của bạn nhanh chóng hồi phục và bạn có sức khỏe tốt để bạn làm việc, để bạn vui chơi và tuổi thọ của bạn cũng sẽ kéo dài hơn. Thứ nhất, những điều nên tránh đối với những bệnh nhân cao huyết áp, nhất là chế độ thực phẩm, tuyệt đối không ăn quá mặn. Bởi vì khi bạn ăn mặn thì hàm lượng natri trong máu sẽ cao hơn, nó sẽ làm co mạch lại và huyết áp bạn cao thì cái mạch đã co bóp lại rồi, và khi hàm lượng natri nhiều nữa thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn và làm cho huyết áp của bạn tăng hơn. Cho nên chỉ ăn nhạt thôi và chỉ nên ăn khoảng 3 gram muối trên một ngày là tốt nhất. Ăn nhạt vừa tốt cho tim mạch, vừa tốt cho sức khỏe, vừa kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả hơn. Vấn đề thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý là hạn chế tối đa các chất béo đưa vào cơ thể, nhất là mỡ động vật hay là các loại mỡ, dầu thực vật. Thì chúng ta chỉ nên sử dụng với một hàm lượng vừa phải, tuyệt đối không sử dụng mỡ động vật. Bởi vì khi bạn sử dụng quá nhiều dầu mỡ thì nó sẽ làm cho hàm lượng cholesterol trong cơ thể của bạn tăng cao và cơ thể của bạn không kiểm soát được nữa. Khi mạch máu đã gặp vấn đề là hẹp thì áp lực máu lên cao hơn, do đó sẽ dẫn đến hiện tượng tăng huyết áp mà bạn còn bị cholesterol máu trong cơ thể cao nữa, thì nó sẽ tạo thành các cái mảng mỡ thừa nó bám xung quanh các thành mạch máu bên trong đó và làm cho máu không lưu thông được, có thể là bị vỡ mạch máu, ảnh hưởng xấu. Cho nên chúng ta hạn chế tối đa dầu mỡ đưa vào cơ thể. Tiếp theo đó là bạn không nên sử dụng các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, cà phê, chè đặc. Bởi vì khi sử dụng càng nhiều thì nó sẽ kích thích tim hoạt động nhiều hơn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và nói chung các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá thì đã không tốt cho sức khỏe rồi, hiếm chi là bạn đang mắc bệnh cao huyết áp. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý quan tâm. Nói chung là chúng ta hãy hạn chế tối đa những tác nhân xấu đưa vào cơ thể, hãy ngủ đủ giấc, hãy hạn chế ăn mặn và hãy hạn chế tối đa dầu mỡ đưa vào cơ thể, cũng như loại bỏ hết tất cả các chất kích thích. Và các triệu chứng mà những bệnh nhân cao huyết áp thường gặp nhất là đau đầu dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, nhất là bạn thay đổi tư thế vừa đứng vừa ngồi một cách đột ngột thì sẽ làm cho bạn xây sẩm cả mặt mày.
Bên cạnh đó thì nó sẽ kèm theo hiện tượng là ù tai, tê dại tay chân, vân vân. Nếu như bạn gặp những vấn đề bất thường như vậy thì hãy đến các trung tâm y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám cũng như đưa ra phương thuốc điều trị để kiểm soát huyết áp của bạn một cách tốt nhất, để tránh những biến chứng nguy hiểm đến tim, thận, não hoặc là các động mạch, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đôi lúc nếu như chúng ta kiểm soát huyết áp không tốt, đưa đến mức độ 3 thì có thể gây những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Cho nên đừng bao giờ xem nhẹ việc chăm sóc cho những người bệnh cao huyết áp ngay tại nhà bạn nhé. Nhất là bệnh này thường gắn liền với tuổi già. Và vấn đề thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là thực phẩm dành cho người cao huyết áp là những loại thực phẩm nào. Đầu tiên, chúng ta phải cung cấp đầy đủ hàm lượng vitamin, khoáng chất cũng như protein thiết yếu cho cơ thể để giúp cho chế độ dinh dưỡng cũng như hệ thống miễn dịch của người bệnh cũng như là người khỏe mạnh hoạt động một cách tốt nhất, có năng lượng thì cơ thể mới hoạt động được, và không nên để thiếu bất kỳ các dưỡng chất nào, và dung nạp bằng đường thực phẩm thì cực kỳ tốt. Thứ hai là để bảo vệ được động mạch cũng như giảm thì hàm lượng cholesterol xấu thì chúng ta nên bổ sung thêm rau xanh, hoa, củ quả. Bạn có thể điểm danh qua rau cần, nấm hương, nấm mèo, hành lá, vân vân. Những loại rau xanh thì sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tiếp theo đó là nên ăn trái cây. Hãy bổ sung những loại trái cây họ nhà cam, chanh, quýt, bưởi có chứa nhiều vitamin C hoặc những loại trái cây có chứa hàm lượng vitamin A, vitamin E cực kỳ tốt cho sức khỏe. Vì đây là những vitamin có tính chất chống lại các chất oxy hóa và các chất gốc tự do bên trong cơ thể, giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch và tốt hơn. Bên cạnh đó còn giúp cho bạn kiểm soát huyết áp. Và kiểm soát huyết áp tốt nhất thì nên bổ sung các loại trái cây như là chuối chín thì nó chứa hàm lượng kali cực kỳ cao và tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó có thể kể đến kiwi và nho. Bạn nên ăn nhạt, chỉ nên ăn 3 gram muối trên một ngày thì sẽ tốt nhất. Và chúng ta nên tập từ từ, không phải là ăn mặn thì nó sẽ đậm hơn. Và chỉ cần ăn nhạt thì sức khỏe của bạn sẽ tốt nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải uống đủ nước trên một ngày, từ 2 đến 3 lít nước. Và các bạn có chế độ ngủ nghỉ phù hợp. Bên cạnh đó hãy luyện tập thể dục thể thao đều đặn, nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần thực hiện những động tác nhẹ nhàng ngay tại nhà hoặc đơn giản là đi bộ 30 phút mỗi ngày để giúp cho sức khỏe tốt hơn, giúp cho tuần hoàn máu não hoạt động một cách tốt nhất bên trong cơ thể. Nói chung, bây giờ hãy thực hiện ngay những chế độ kiên quyết cho cơ thể của mình để giúp cho sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Hãy uống thuốc đúng giờ, uống đều đặn vào mỗi ngày để huyết áp được kiểm soát một cách tốt nhất. Không gì bằng thực phẩm cả, hãy có cho mình một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Và những chế độ mà chúng ta dành riêng cho người cao huyết áp thì sức khỏe sẽ nhanh chóng hồi phục mà thôi. Nếu như bạn thấy video cho chia sẻ ngày hôm nay hay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.